Tiếp tục chương trình công tác của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị tại nước bạn Lào, sáng nay tại tỉnh Salavan đã diễn ra hội đàm giữa đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan. Chủ trì hội đàm có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, đồng chí Sĩ Hên Hôm Sổng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực số 14. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của hai tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trung, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xí. Tại buổi hội đàm, hai bên cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện biên bản thỏa thuận cấp cao giai đoạn 2023-2025 được ký kết vào tháng 3 năm 2023, đồng thời thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của mỗi địa phương. Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Sĩ Hên Hôm Sổng Bắt đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị. Qua đây càng làm thắt chặt hơn truyền thống, lịch sử hợp tác toàn diện, lâu đời của hai tỉnh. Về các nội dung thỏa thuận đã ký kết, thời gian qua, hai bên đã thúc đẩy việc hợp tác về chính trị, đối ngoại, lĩnh vực công tác biên giới, phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện trong việc đầu tư phát triển thương mại và du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nội dung biên bản đã thỏa thuận, đồng chí Sĩ Hên Hôm Sổng Bắt đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến dự án xây dựng băng tải truyền vận tải than đá qua biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lai. Theo đó, tỉnh Salavan đề nghị có sự phối hợp trao đổi ý kiến giữa ba bên gồm tỉnh Salavan, Quảng Trị và doanh nghiệp, có sự tham gia của Ủy ban biên giới quốc gia hai nước nhằm làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét. Thời gian qua, tình hình chung của khu vực biên giới Lào-Việt Nam giữa tỉnh Salavan và tỉnh Quảng Trị cơ bản ổn định, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, điều kiện kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân dọc biên giới từng bước được cải thiện, nâng cao. Việc nâng cấp cửa khẩu phụ A Sốc Salavan, cấp Quảng Trị thành cửa khẩu chính, đề nghị hai bên tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của mỗi tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai khảo sát song phương, tham mưu hai tỉnh, thống nhất các nội dung liên quan đến thủ tục, văn bản pháp luật và xác định lộ trình, thời gian đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu phụ A Sốc Cốc lên thành cửa khẩu chính theo quy định, quy trình và nội dung biên bản hội đàm ban biên giới hai tỉnh. Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khẳng định, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Trị trong xây dựng và phát triển đều mang dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của các tỉnh nước bạn Lào, đặc biệt trong đó có tỉnh Salavan. Kể từ khi ký kết thỏa thuận cấp cao hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 đến nay, mối quan hệ hợp tác hai tỉnh Salavan, Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều chuyến thăm cấp cao, hội đàm công tác biên giới thường niên. Vui mừng và tự hào về bức tranh hợp tác thời gian qua, Quảng Trị và Salavan cần tiếp tục tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này bằng việc thực hiện có hiệu quả các nội dung mà hai bên đã thống nhất cam kết. Trong đó, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, trọng tâm là hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động khai thác, xuất khẩu than đá qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lai. Chúng ta rất phấn khởi và tự hào về những kết quả hợp tác của hai tỉnh chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua và tin tưởng vào sự phát triển không ngừng mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Lào và giữa hai tỉnh chúng ta trong thời gian tới. Trong chuyến thăm lần này, đặc biệt là chúng tôi đã nghe báo cáo của đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chúng tôi hết sức phấn khởi, vui mừng chứng kiến những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2023. Và chúng tôi tin tưởng rằng với việc phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Salavan sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiếp tục phát triển về kinh tế, về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân của các bộ tộc tỉnh Salavan. Và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi một thành tựu mà của tỉnh đạt được trong việc xây dựng và phát triển đều mang những cái dấu ấn hợp tác phát triển của tỉnh với tỉnh Salavan. Chúng ta thì cũng vui mừng đánh giá được là chúng ta đã có những cái thành tựu ban đầu rất quan trọng trong việc ngày càng tăng cường hơn cái hợp tác giữa hai tỉnh. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng chúng ta giữa hai địa phương còn rất nhiều cơ hội để chúng ta tiếp tục hợp tác trong
trong cái thời gian tới. Ở đây thì các sở ban ngành, các địa phương của hai tỉnh cần hợp tác mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn để chúng ta phát huy được cái những cái lợi ích từ cái hợp tác của hai địa phương. Đồng chí Lê Quang Tùng đề nghị tỉnh Salavan kiến nghị chính phủ Lào sớm có văn bản phê duyệt dự án và thực hiện thủ tục đầu tư băng tải truyền từ đoạn đường biên giới về phía lãnh thổ Lào tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lai. Quan tâm trao đổi với tỉnh Sê Công, Savannakhet, nghiên cứu, khảo sát mở rộng, nâng cấp thêm tuyến đường từ mỏ than huyện Kaleum, Sê Công đến huyện Tà Ổi, Salavan, qua huyện Nong đến bản Đông, Sê Pôn, Savannakhet, về thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Liên quan đến hạ tầng cửa khẩu, đề nghị tỉnh Salavan quan tâm mở rộng diện tích, nâng cấp hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lai phía bàn. Ngoài ra, tạo thuận lợi trong công tác tối giản hóa thủ tục thông quan cho xe tải không có hàng hóa khi qua địa phận. Phối hợp đề xuất chính phủ Lào, thống nhất kéo dài thời gian làm việc của lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế La Lai đến 22 giờ hàng ngày. Sau khi các đại biểu thảo luận, hai bên thống nhất ký kết biên bản với 10 nội dung hợp tác. Trong đó có việc phối hợp nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung của kết quả nghiên cứu đề án. Hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị, Việt Nam, Salavan, Lào, Ubon Ratchathani, Thái Lan. Quảng Trị hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng chi phí lập quy hoạch về kinh tế xã hội, khu vực cửa khẩu quốc tế La Lai, Quảng Trị, La Lai, Salavan cho tỉnh Salavan. Hai bên thống nhất nghiên cứu và giao các sở ngành liên quan, khảo sát địa điểm hoàn thiện hạ tầng mặt bằng tổ chức chợ biên giới. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào, tỉnh Salavan 150 triệu đồng. Trao 80 triệu xây dựng nhà tình nghĩa Việt Lào cho bà Tameban Phình B, huyện Sa Mùi, tỉnh Salavan. Theo kế hoạch, đồng chí Lê Quang Tùng cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị sẽ đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam, chào xã giao Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Champasak và chiều mai làm việc với tỉnh Savannakhet, nước bạn Lào. Thông tin chi tiết về hoạt động của đoàn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau.